mở đầu bằng thông tin về một ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao do có lượng bất động sản thế chấp lớn. Vietcombank đang ôm khoảng 1,38 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp tính đến ngày 30 tháng 9 năm nay. Chính vì vậy, ông lớn trong nhóm Big Four này đang tăng tốc giao bán các tài sản thế chấp để thu hồi nợ xấu với giá khởi điểm từ vài tỷ đồng đến cả trăm tỷ đồng. Đó chủ yếu là các tài sản đảm bảo theo dạng nhà xưởng, lô đất của các doanh nghiệp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau được thế chấp để vay vốn. Trong đó, tài sản đảm bảo của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ Evergreen có giá trị lớn, được đấu giá thu hồi nợ giữa tháng 11 là 785 tỷ đồng, giảm khoảng 300 tỷ đồng so với mức giá Vietcombank đưa ra cách đây gần một năm. Tính đến hết 30 tháng 9 vừa qua, tổng số tài sản Vietcombank nắm giữ làm tài sản thế chấp ghi nhận hơn 1,88 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, bất động sản thế chấp là hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và chiếm tới 73% tổng tài sản thế chấp. Trong khi đó, theo khảo sát của bản tin Nhà đất và Đầu tư, thì nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình thế chông chênh do đói vốn. Ba kênh huy động vốn chính của doanh nghiệp là trái phiếu, cổ phiếu và tín dụng đều cực kỳ khó khăn. Riêng về trái phiếu, lũy kế 9 tháng năm nay, tổng giá trị phát hành giảm hơn 43% so với cùng kỳ, còn 248.600 tỷ đồng do nhà đầu tư mất niềm tin. Năm nay cũng là thời điểm đáo hạn của nhiều trái phiếu phát hành trước đó. Sự tắc nghẽn của kênh huy động này đã gây khó cho cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp bất động sản. Và phóng sự ngay sau đây sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Chưa bao giờ chúng ta lại chứng kiến sự phòng thủ của các doanh nghiệp bất động sản như tình trạng hiện nay. Hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động cầm chừng. Bộ Xây dựng cho hay tình trạng nguồn cung bất động sản suy giảm ở mức đáng báo động. Hiện cả nước chỉ có 63 dự án nhà ở thương mại được hoàn thành, bằng 50,4% nguồn cung cùng kỳ năm 2021. Thống kê từ 15 doanh nghiệp bất động sản lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy tổng lượng tồn kho đã tăng gần 7,4% so với quý trước và tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Hiện tâm lý người mua đương nhiên sẽ rất e dè trong việc đầu tư, mua bất động sản. Cũng có một số ít mong chờ các doanh nghiệp sẽ đưa ra giá giảm sâu hơn nữa. Tuy nhiên về việc này, quan điểm của các nhà kinh doanh bất động sản lại hết sức rõ ràng. Xét về lâu về dài thì không thể nào có sự giảm giá được. Thì chúng ta cũng có thể thấy là giá vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua từ năm 2021 đến bây giờ đã tăng phi mã. Đấy là chưa kể các luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở sắp sửa được ban hành sẽ đưa ra các vấn đề liên quan đến đền bù đất phải đền bù bằng cái giá trị thị trường của nó. Đúng là việc giảm giá quá sâu chẳng khác gì doanh nghiệp tự cắt máu mình. Trong bối cảnh này, không ít đơn vị phải quay về nội tại hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Mặc dù vậy, ngay cả những cá mập trong đầu tư kinh doanh bất động sản cũng chỉ có thể tuyên bố những giải pháp mang tính chung nhất mà thôi. Thực ra người ta dùng vàng, dùng lửa để người ta luyện vàng, chứ không có nghĩa là vàng không chảy trong lửa. Thì tôi nghĩ rằng cái đó nó khá đúng với lại một số những cái cá nhân, những doanh nhân cũng như là những cái doanh nghiệp mà có khả năng chịu đựng được những cái sự thử thách. Mà nhìn chung thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp đều gặp khó khăn không ít thì nhiều. Vấn đề chính là chúng ta có khả năng phản ứng thế nào với lại cái tình huống xấu xảy ra như vậy, cũng như là làm sao để mà khắc phục, để duy trì cái sự tồn tại của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp có một cái phương án khác nhau. Có những doanh nghiệp thì ngủ đông, có những doanh nghiệp thì thậm chí là gồng mình lên để chịu đựng, rồi có thể thậm chí là chuẩn bị một cái sức nén để mà bật dậy. Một số doanh nghiệp khác lại muốn quay trở lại với giải pháp Việt Nam đã từng thực hiện thành công năm 2010. Đó là mong muốn nhà nước tung ra gói cứu trợ tương tự như gói 30.000 tỷ đồng trước đây. Tức là lấy phân khúc nhà ở xã hội làm điểm cứu cánh, từ đó chờ thời cơ để vực dậy các phân khúc khác. Tuy nhiên, thời thế có những diễn biến mới, kỳ tích khó có thể lặp lại khi mà cơ chế chính sách cho phân khúc nhà ở này đang bó tay, bó chân các doanh nghiệp thực sự muốn đầu tư. Những vướng mắc trong thủ tục hành chính đang khiến số ít doanh nghiệp làm nhà ở xã hội nản lòng. Vừa qua, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phải gửi văn bản kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho 64 dự án của 57 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội chưa có một quy trình riêng mà hoàn toàn giống như các dự án nhà ở thương mại với 5 bước, thời gian hoàn thiện kéo dài tới 2 năm, chưa kể còn nhiều rào cản khác nữa.
cái ông mà thương mại đất của tôi mua, anh thẩm định tiền sử dụng đất như tôi đóng, và tôi xây bao nhiêu lời hay lỗ là chuyện của tôi, lời bao nhiêu tôi quyết định giá bán bao nhiêu cũng là quyền của doanh nghiệp. Nhưng đối với nhà ở xã hội không được phép. Mà xin thưa, nói hơi nó tiêu cực tí, xin thưa xin để phê duyệt gọi là cái giá bán, không là đi xin rồi chờ người qua sở ban ngành duyệt, rồi đi xin duyệt dự toán, rồi là xin duyệt cái đối tượng mua nhà ở xã hội. Nếu như anh mà bán cái đối tượng đó sai, doanh nghiệp bị phạt. Trời ơi, thế thì làm sao doanh nghiệp người ta có mặn mà. Không thể tự cứu mình, các doanh nghiệp lại cầu cứu ngân hàng. Nhưng đây là nỗi niềm của họ. Cứ thấy bất động sản có vấn đề xôn xao một chút là ngân hàng lại bàn cách đóng cửa. Hơn bao giờ hết, điều các doanh nghiệp cần lúc này là chính phủ cần kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, khơi thông vốn, cải thiện nguồn cung. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay, Nova Group bắt đầu bán 150 triệu cổ phiếu NVL thông qua giao dịch. Thị trường đã có phản ứng tích cực khi cổ phiếu NVL tăng tím trần ngay từ đầu giờ sáng và sắc tím duy trì trong cả ngày. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu Nova Group nắm giữ sẽ giảm xuống còn 560,9 triệu, tương đương 28,7% vốn điều lệ. Mục đích là bổ sung nguồn vốn thực hiện các phương án xử lý trái phiếu, đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn. Kể từ hôm nay, du khách đến với Đà Nẵng có thêm một điểm dừng chân mới, đó là Wing Hotel Đà Nẵng Center, khai trương sáng nay. Thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách sống đương đại của Việt Nam, Wing Hotel đem lại sự sang trọng, giá cả hợp lý và hướng tới tệp khách hàng trẻ trung, thành đạt và năng động. Wing Hotel Đà Nẵng Center có 244 phòng. Mỗi căn phòng dù là hạng standard, twin, family hay two bedroom suite đều sang trọng, không gian thiết kế thông minh, mang lại sự thoải mái tối đa. Toàn bộ quy trình check-in, check-out và thanh toán đều được thực hiện trực tuyến nhằm giảm thiểu tối đa việc sử dụng giấy. Mỗi phòng cũng có những điểm nhấn riêng biệt, đậm nét Wing như cửa sổ kính từ trần đến sàn và rèm cản sáng với những bản vẽ của nghệ sĩ địa phương Richie Fawcett. Khách sạn đảm bảo các trải nghiệm của khách được đáp ứng chu đáo 24/7, từ Wing Bar mở 24/7 cho đến khu vực Grab and Go, nơi du khách có thể mua đồ ăn nhẹ, đồ uống và đồ dùng với giá như ở cửa hàng tiện lợi. Mọi hoạt động tại khách sạn đều được diễn ra tại tầng thượng ở tầng 19. Trong khi đó, không gian làm việc chung Thong, Wing Gym, Laundromat nằm trên tầng 20 với tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố. Thương hiệu khách sạn mới này của Việt Nam cam kết góp phần củng cố sự phát triển của Đà Nẵng bằng sự ra mắt của khách sạn thứ 3, Wing Hotel Đà Nẵng Riverside, dự kiến khai trương quý 2 năm 2023. Thưa quý vị, trong khi đất nền vùng ven đang thất sủng, thì trên thị trường xuất hiện loại hình đất nền mới được môi giới mời chào đầu tư với cam kết vận hành sản xuất, chia sẻ lợi nhuận tới 1 đến 2 tỷ đồng một năm. Đó là đất nền nông nghiệp đa dụng diện tích lớn từ 1 hecta trở lên, được giới thiệu lần đầu tiên xuất hiện với giá từ 300 đến 500 triệu đồng 1 hecta, bao đầu ra, cam kết vận hành sản xuất nông nghiệp và khai thác du lịch trải nghiệm, tạo dòng tiền đều. Thực chất loại hình này không khác gì các farmstay đang được khai thác, trong khi đó tính pháp lý lại chưa rõ ràng. Mọi người cần tìm hiểu tính toán thật kỹ trước khi quyết định bỏ tiền đầu tư. Bước qua đại dịch COVID-19, điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với các quốc gia là khôi phục và phát triển nền kinh tế. Ngay lúc này, Hàn Quốc đã phải đối mặt với một mối lo cũ, đó chính là nạn đầu cơ bất động sản, hiện tượng gây nên sự mất giá của đồng won và phá tan giấc mơ an cư của nhiều gia đình tại đất nước này. Giá nhà ở một thành phố đắt đỏ như Seoul luôn khiến chính người dân của họ chóng mặt. Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Hàn Quốc và ngân hàng KB Kukmin cho thấy, mức lương trung bình của người lao động năm 2021 là khoảng 1,49 triệu won. Cùng lúc đó, giá tiền nhà của Seoul lại cao hơn rất nhiều so với mức tiền lương trung bình. Sở dĩ giá nhà cao ngất ngưởng là do người dân có thể đăng ký sở hữu lượng đất lớn, từ 10 nhà trên một công dân tăng đột biến, đến cả chuyện số lượng người có thể sở hữu 50 căn nhà cũng vượt 10 đầu ngón tay. Đứng trước thử thách này, nhà nước Hàn Quốc đã đưa ra gói viện trợ 50.000 tỷ won cho thị trường tín dụng nhằm giải tỏa bớt cơn khát vốn cho thị trường.
Việc này được chính phủ Hàn Quốc kết hợp với các công cụ điều tiết khác để nắn dòng vốn đúng mục tiêu. Xứ sở Kim Chi cũng ban hành nghị định ép bán đất thừa. Những người sở hữu từ 660m² trở lên sẽ bị đánh thuế từ 7 đến 11% giá thị trường của miếng đất mua dư cho đến khi bán được phần thừa thì thôi. Để làm gương, các quan chức Hàn Quốc được yêu cầu phải đi đầu trong cuộc chiến này. Họ được khuyến khích bán bớt bất động sản thừa, ngoài ra còn bị yêu cầu kê khai tài sản, làm rõ các nguồn thu từ danh mục nhà đất. Chính phủ Hàn Quốc còn tăng mức tiền thưởng từ 10 triệu won lên 1 tỷ won cho hành vi báo cáo các giao dịch và đầu cơ bất động sản bất hợp pháp. Đồng thời, các tội danh và hình phạt đang được nâng mức án xử. Điều này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ giới chức quản lý, giới chuyên gia bất động sản cũng như đông đảo người mua nhà. Tình trạng đầu cơ bất động sản luôn là điều mà nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, phải tìm cách hóa giải nếu muốn làm lành mạnh hóa thị trường. Tuy rất khó khăn, đây vẫn là mục đích đến phải đạt được. Chỉ có vậy, những công dân trẻ của xứ sở Kim Chi mới có cơ hội được học tập và sinh sống trên mảnh đất quê hương với một mức chi tiêu hợp lý. Đến đây thì thời lượng của bản tin Nhà đất và Đầu tư cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.